Hi, hello, xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh của Tướng Yến Vlog nha. Thì hôm nay em bị ăn hiếp quá trời luôn cả nhà ơi. Chồng em hôm nay á lộng hành quá trời rồi, cho anh em hoài luôn. Hôm nay á mọi người, ổng vừa đi hớt tóc về, ổng đang tắm ở trong nhà tắm á. Thì tranh thủ cái lúc mà ổng đang tắm trong nhà tắm á, em mới nảy ra được một cái màn tròn, em sẽ đặt máy quay để em cho ổng lại nha mọi người. Chứ không thể nào mà để ổng cho anh em hoài. Cô đô làm gì hoài con? Hả con? Thì cái màn tròn như thế nào mời mọi người cùng đón xem nha. Anh ơi, ra nói chuyện với anh chút rồi. Anh ơi, ra đây nói chuyện chút rồi. Anh đi. Tới số mình bữa nay nữa rồi. Ủa? Gì vậy? Đừng giỡn mặt với em nha. Làm sao vậy? Nhanh đi Tấn ơi. Gì chạy gì mà kia gì ngon gì ai chạy? Đừng giả bộ trốn ở chổng hoài. Con này biết hết trơn á. Trốn vậy khùng hả? Đừng giả bộ trốn mà che giấu tội của mình. Anh làm gì con này biết hết trơn á. Tại gì? Anh làm gì tự anh biết. Tự nhiên làm gì anh khùng như vậy? Sáng chỗ uống thuốc rồi mà. Anh không suy nghĩ được là anh làm cái gì với em luôn hả? Thì nhớ làm gì em khủng với trời. Anh không suy nghĩ được là anh nói xử với em sao cho anh hả? Anh nói xử với em sao? Điên gì rồi? Tự anh nhớ lại đi. Làm sao vậy? Nhớ gì anh có lại gì đâu anh nhớ. Khủng hả? Tôi không muốn nhắc lại. Nhắc thứ rồi anh làm gì? Tự nhiên điên gì trời, đang dỗ con ngủ kêu. Kêu anh ra để giải quyết cho xong cái vấn đề này nè. Mà cái vấn đề gì? Tại sao 8 tháng 3 anh không tặng quà cho em? Anh nói anh tặng quà đã, cái anh không tặng quà rồi anh tặng cho em cái bông súng. Trời ơi! Nửa đêm. Trời ơi! Trời ơi! Vậy mà anh dắt con nhỏ nào rồi đi vô nhà nghỉ? Cái gì vậy bà nội? Đi nhìn nó trời, tặng gì 8 tháng 3, tặng gì đâu trời. Anh tặng nó nguyên bó bông trà bá luôn rồi anh dắt nó vô nhà nghỉ nữa. Là sao? Nắm đầu dữ trời, ý người nguyên ngày qua tại nhà với nó luôn, nó khùng trời. Nguyên ngày qua tại nhà với em với con luôn á. Buổi tối đó anh đi đâu? Anh có đi đâu? Không đi đâu mà tôi thấy hả? Chính mắt tôi thấy rõ ràng nè. Hồi nào dữ trời, khùng dữ trời, nguyên buổi tối ở nhà luôn à. Thôi đừng có lấp liếm cho cái tội lỗi của mình nữa Tấn. Chính mắt tôi thấy rõ ràng. Anh dắt con nhỏ đi vô nhà nghỉ, tặng nó nguyên bó bông trà bá. Trong khi đó nè, tôi là vợ anh nè, đẻ cho anh một đứa con rồi nè. Mà cây bông cũng không có nữa, nói tàn cho anh ấy. Cái anh đưa à, đưa cây hai của anh nha. Nè. Trời ơi, trời tặng. Vậy vậy chứ, mặn nhiêu tiền em lấy cho rồi. Rồi em kêu tới ngày lễ, lọc con kêu mua này kia, tặng cho em lấy gì mua. Vậy sao anh có tiền mua bông, nguyên bó bông trà bá với anh dắt nhỏ đi vô nhà nghỉ được? Tiền đâu anh có? Anh nhắn đi là nào, khùng hả? Anh làm gì có? Anh không nhắn đi mà tôi thấy. Thấy mới chịu à. Sao thấy? Ủa, tôi thấy thì tôi nói tôi thấy chứ sao thấy? Ừ, hay á. Hay, hay đẹp nguyên ngày tới nhà mà thấy tôi đi luôn mới ghê chứ. Đừng có nói gì nữa. Chi tương tượng hồn phú thiệt. Không có tưởng tượng, chính mắt thấy rõ ràng luôn. Đừng xàm quá, nhức đầu quá. Tưởng kêu ra làm gì, đang chơi chế sữa cho con nó uống. Ngồi ở đây nha, mới đi đâu hết à. Rồi mất mới gì mới ngồi. Tôi kêu ngồi xuống giải quyết cho xong cái chuyện này. Chuyện gì? Cái chuyện dẫn con nhỏ vô nhà nghỉ. Hả? Thì khùng như chạy tiền không có trong túi rồi để dẫn cái gái nhà nghỉ nó trả tao này vậy. Ủa nó là gái mà nghĩ sao nó trả cho anh vậy hả? Chắc nghĩ nó phá nó trả cũng chừng á. Vậy là có. Vậy là có đúng không? Bước ra đây. Bước ra. Tụi nó giỡn mặt cho Tấn. Ra như vậy cũng như vậy. Tôi nói cái chuyện này là chuyện lớn chứ không phải chuyện đùa đâu. Chuyện gì? Thấy rõ ràng rành mạch luôn. Từng chi tiết từng chi tiết tôi thấy luôn. Anh nghĩ mình khủng quá. Anh nắm tay nó vậy nè. Xong mua nguyên bó bông trà bá này nè, nó tặng em nè. Vậy là Tấn ơi, tôi tặng thiệt luôn. Xong rồi nắm tay nó vô nhà nghỉ. Không, để Tấn nè, anh kiếm cho anh tặng thiệt luôn. Ok. Kiểu gì anh tính sai với tôi, em đừng có nói tào lao, đừng có nói sầm sàm nữa. Tính gì tính?
khủng ghê. Tôi có làm gì đâu tôi mới tính. Anh nói xử với tôi như vậy đó anh tính sao? Quá chị cái mỏ là tém bớt nha. Vợ con anh hả mà anh chưa tặng được một cây bông nữa mà anh tặng nguyên một bó cho con nhỏ đó. Cái bó nó cỡ 2-3 triệu á, không ít đâu. Trời ơi vũ gì sao ớ ngàn nghe hả? Tôi nói tôi không có giỡn mặt với anh đừng có chối nữa. Ủa anh giỡn với em hồi nào? Vậy sao anh chối? Tôi đó không có làm, tôi bắt ta nhận. Mất mới gì trời. Không có làm hả? Bực ơi không có làm kêu ta nhận. Em đâu hả? Thì kia tôi không có cái bằng chứng. Tôi thấy mà về tôi. Trong lúc đó tôi không có chụp hình, tôi không có quay phim lại được. Tôi tức cái trời. Mà lúc đó tôi cũng ngu nữa. Tôi không lẽ tôi bóp cổ anh đi. Tán cái mặt nhỏ đó một cái cho cứ giam khu. Tán cái này 37-38 độ bây giờ nó ấm hoài này. Tôi nói tôi không có bị khùng bị gì hết trơn á. Ngồi xuống nói chuyện. Tôi không có bị khùng hay là bị gì hết trơn á. Rồi cái gì vậy trời? Tôi thấy tôi mới nói chứ tôi không phải là mà điên hay là gì. Vậy ngủ đêm sáng ngày nó sáng bị mát vậy đi ra đi. Không có mát. Đi ra đi. Đi ra đây. Đi ra đây. Ây da. Đau nha. Quýnh hồi là đau đó. Đau gọi anh chứ. Sao vậy? Ngồi xuống cái chuyện. Không ngồi đó. Thầy hay nhịn nhiều rồi á. Ủa anh có lỗi mà nó nhịn là nhịn sao? Tôi lỗi gì? Tôi làm gì có lỗi với em? Hồi nãy giờ tôi kể đó. Không bao giờ có lỗi với em dù chỉ một lần. Vậy sao tôi thấy? Thấy gì? Thấy như vậy á. Mất con dí trời mà tỉnh là giùm cái rồi. Tôi nói tôi không có khùng nha. Đạo nhào quýnh nha. Rồi sao quýnh lại tôi hay gì? Dạ yeah. Tại sao đi vô nhà nghỉ nhỏ đó tặng nó bó bọc chà bá. Từ trời. Khúc sau còn thấy tặng nó một chiếc nhẫn kim cương nữa trời. Tiền đâu nó có vậy? Trời ơi trời cái thằng ở nhà mướn. Nè bán lên bên rồi nè. Kim vô mặt em á. Kim em sợ em cứt quá em biến luôn đi em ơi. Ra đi không? Bây giờ bước ra chưa? Thôi đi. Biến nha. Chưa ai biến nhỉ? Có lỗi đã kêu biến không? Mày có bị điên không mày? Mày có khùng không má? Bây giờ sao anh tính sao? Anh lỗi gì với em á? Đã tôi nói là tôi thấy rõ ràng như vậy đó. Cái khách sạn ngoài đây nữa nè. Ha, nóng trời. Khách sạn ngay ngã tư ngoài đây nữa nè. Tặng con nhỏ đó bó bông. Dẫn vô khách sạn. Một chút bóc cái chiếc nhẫn kim cương tặng luôn. Tiền ở đâu mà có? Hả? À. Bóc cái hai tặng nó thì có chứ má bóc kim cương đâu ra. Xem nay em khùng gì mà em khùng dữ vậy em? Tôi nói tôi không có khùng nha, anh giải thích đàng hoàng rõ ràng chưa? Quê ngày em tỉnh lắm hả? Anh giải thích đàng hoàng rõ ràng. Giải thích. Giải thích thì giờ anh có làm cho anh phải giải thích. Thôi, nè anh đang nghĩ nha, bớt khùng giùm anh nha. Để ý nha. Tôi nói là tôi không có khùng, không có điên gì hết trơn nha. Anh đừng có nói chuyện kiểu đó nha. Cho anh nghĩ đi, cho anh nghĩ đi, anh sai được chưa ha? Hai, nhận cái gì nhận ý ha, anh sai ha. Vậy là anh có. Anh nhận 3-4 con, 5-6 con, cái chục con cũng có nữa. Ha, thôi cho xin lỗi nha. Vậy tại sao anh tiền đâu mà anh mua bông cho nó? Rồi tiền đâu mà ha, anh nhận cái gì nghĩ mà anh không có tiền anh tặng em một cái bông nào hết. Mới đi bán trái thằng anh tặng cho nó đó ha. Bớt giận nha, bớt giận ý khùng ha. Cứ ai khùng nha, cứ ai khùng nha, cứ ai vậy? Hả? Sao giải hết chưa? Làm gì vậy? Chị bộ vô ôm nhỏ rồi vậy? Trời ơi, cho con vô ôm ngủ. Hả? Sao không chị giải hết với tôi? Ôi, em gặp điện thoại làm gì vậy? Cha vắng anh nè, tôi đăng lên cho mọi người biết cái bộ mặt của anh á. Nãy giờ em làm khùng làm điên vậy?
Tôi nằm mơ tôi thấy vậy đó. Trời ơi. Trời ơi nằm mơ mà gượt quýnh nó như đúng rồi vậy đó hả? Ai biểu anh làm gì hả? Nằm mơ vậy hả? Ai biểu anh xuất hiện như giấc mơ của tôi vậy? Anh dắt nhỏ nó đi vô nhà nghỉ anh tặng nó bó bông chà bá. Em yên tâm đi, giấc mơ là giả cho bố sẽ thành hiện thật ngoài vậy thôi. Đó đá anh vợ. Trời đá gì đó. Bữa nay là mấy cái hơi đau giờ đang cho con uống thở không mà tôi giọng em rồi đó. Đó mọi người thấy không, bộ mặt thật của Tấn nè mọi người. 8 tháng 3 ngày quốc tế phụ nữ, em là vợ rồi em đẻ cho nó một thằng cu đô như vậy đó, dễ thương bụ bẩm như vậy đó mà không tặng em được một cây bông nữa. Nói tiện nhiêu em giữ hết rồi, không tặng em một cây bông mà, nào phải đúng vậy không? Giờ bây giờ em muốn có bông nhang thọ em lấy không? Vậy mà nó vô nhà nghỉ tặng con nhỏ đó một bó bông chà bá với một chiếc nhẫn kim cương. Trong giấc mơ của em vậy đó mọi người. Thấy cái bộ mặt của nó chưa? Em biến nha. Còn anh chọi anh nữa giờ đó. Quá trời anh nè Tấn ơi. Quá trời. Nghĩ sao anh ngoại tình với tôi như vậy đó. Ngoại tình trong giấc mơ của tôi như vậy đó. Đi ra nha. Anh thấy em sống vậy anh coi được không? Con người anh sống vậy coi được không? Anh kêu đi ra nha. Không đó rồi sao? Rồi sao? Bữa nay có tặng gì không? Nói cho người ta biết luôn. Để thôi mà Tuấn cho anh chậu bông mai gì, chậu bông cúc tôi tặng ra, cúc vàng ha. Đó mọi người thấy không? Đàn ông gì đâu mà hả? Lễ 8 tháng 3 cô không có tặng vợ được cái gì chứ. Rồi vậy đưa tiền nè, tiền mặn của anh đưa đây hết, đây anh giữ cho người anh đây rồi, mốt lễ lọc là quà có đầy đủ hết đưa đây. Nhưng mà anh đưa tiền em hết thì hết chứ anh cũng phải kiếm ở đâu ra được chừng... Vậy anh đi hỏi thôi bật góp ha. Tôi không cần biết nhưng mà anh cũng phải kiếm đâu ra được, nên cho dù không có nhiều cũng mua một cành bông chứ làm gì mà rồi. Năm nào cũng đòi hả nửa đêm cái tặng cây bông súng vậy nhở? Rồi tặng cây hai vậy nhở? Nhớ đây Ê mọi người ơi, cái màn tròn của em hôm nay cũng thành công nha mọi người. Cho bông nào nữa tất cả đâu mất cả Tấn hoang mang tột độ luôn, không biết sao tự nhiên bị chửi luôn mọi người ơi. Vui không? Miễn mình có vui được rồi. Chứ tôi thấy em khùng dữ lắm rồi đó. Không có cả anh vui. Chứ anh thấy em khùng dữ lắm rồi đó. Cái khùng mà tôi đánh được anh là được. Buông buông mình thử con ra cái này rồi cho em đánh. Thì mọi người có cái màn tròn nào vui và hay nữa thì inbox vào Facebook Yến Yến của em nha. Em sẽ ghép comment mọi người. Rồi em sẽ lấy cái màn cho nó em cho anh chồng em tiếp nha mọi người. Giữ gì sao. Bây giờ thì xin chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye.